vợ chồng Miyu check-in từ bình dân tới sang chảnh ở Singapore. Miyu và chồng đi dạo ở công viên ven biển, check-in thác nước trong nhà, khu phố Ả Rập và dùng trà chiều hoàng gia ở khách sạn sang trọng. Miyu có chuyến du lịch Singapore dịp cuối tháng 9. Diễn viên cùng chồng, doanh nhân Minh Đạt, tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư, tham quan một số địa danh nổi tiếng ở đảo Quốc Sư Tử và khám phá ẩm thực. Vợ chồng Son dành buổi chiều thảnh thơi, chill bên bờ biển ở Singapore. Địa điểm này không nhiều khách du lịch biết tới. Công viên East Coast Park nằm ở East Coast Park Service Drive, nằm sát biển, thích hợp cho gia đình đến vui chơi và dạo mát. Đặc biệt công viên có nhiều khu vực từ phục vụ trò chơi mạo hiểm và dưới nước đa dạng, đến khu dành riêng cho trẻ nhỏ. Người không thích thể thao có thể thư giãn tại các quán bar ven biển và ngắm hoàng hôn. Miyu không bỏ lỡ một trong những điểm check-in hot nhất ở Singapore là thác nước nhân tạo nằm trong trung tâm thương mại Eugenji, một khu phức hợp bán lẻ và giải trí theo chủ đề thiên nhiên được kết nối trực tiếp với sân bay Chenji. Đây là thác nước trong nhà cao nhất thế giới, với chiều cao 40m, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Du khách không mất chi phí tham quan địa điểm này. Thác nước được thiết kế theo hình vòng cung, tạo cảm giác như một thác nước tự nhiên đổ xuống từ trên cao. Buổi tối, thác nước được thắp sáng bởi hàng ngàn đèn LED, tạo ra một màn trình diễn ánh sáng và âm thanh tuyệt đẹp. Du khách có thể đi bộ ở con đường kính trên cao, ngồi trên toa tàu kết nối hai nhà ga đi sát thác nước, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Khu vực này thuận tiện không chỉ với khách du lịch, còn phù hợp với những người có thời gian transit, đối chuyến, dài, cần nơi nghỉ ngơi, mua sắm, ăn uống. Ngắm nhìn dòng nước đổ xuống từ trên cao, bạn sẽ cảm thấy như đang lạc vào một khu rừng nhiệt đới. Thác nước được bao quanh bởi một khu vườn trong nhà rộng lớn với đủ loại cây, hoa nở rộ. Miyu bắt đầu buổi sáng bằng việc đi dạo ở khu phố Kampong Glam. Đây là một khu phố đầy màu sắc và văn hóa đa dạng ở Singapore, nổi tiếng với kiến trúc Hồi giáo đặc trưng, các cửa hàng thủ công mỹ nghệ, quán ăn ngon và không khí sôi động. Nơi đây từng là một ngôi làng Malay truyền thống, nhưng ngày nay đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, pha trộn độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Khu phố cũng nổi tiếng với những con hẻm đi bộ đầy sắc màu với các tiệm thời trang, thủ công mỹ nghệ xinh xắn. Miyu ghé một cửa hàng đồ lưu niệm và văn phòng phẩm, nhớ thời đi học cùng bạn bè. Kampong Glam có nhiều con đường nổi tiếng như Busoda Street, Á Rập Street và nổi bật nhất là Haji Lane. Người đẹp và ông xã thưởng thức bữa sáng đặc trưng của người Singapore gồm trà sữa te tarik và mì laksa. Đây đều là những đặc sản xuất xứ từ Malaysia, ăn kèm bánh mì nướng. Món mì nước đặc trưng của Singapore, nổi bật với hương vị nước cốt dừa béo ngậy và cà ri cay nồng. Món ăn thường được ăn kèm với tôm, thịt gà, hoặc cá, và các loại rau thơm. Buổi chiều, vợ chồng Miyu hẹn hò lãng mạn ở nhà hàng Angelina trong khách sạn Marina Bay Sands, một trong những phòng trà mang phong cách Pháp nổi tiếng ở Singapore. Khách sạn này nổi tiếng xa hoa bậc nhất ở đảo Quốc Sư Tử, kiến trúc độc đáo, quy tụ nhiều nhà hàng và quán bar, cùng với tầm nhìn ra vịnh, một spa và hồ bơi trên sân thượng. Tiệc trà chiều tại đây nổi tiếng với nhiều loại bánh ngọt đặc trưng như mini Mont Blanc, mini Lemon Tart, các loại bánh mặn như Classic French Roulette, Smoked Salmon Flour, Top Trefer Veggie, dùng kèm trà hoặc cà phê. Đây là chi nhánh của nhà hàng danh tiếng ở châu Âu, được thành lập từ năm 1903 bởi người thợ làm bánh Antoine Jumpli nổi tiếng. Miyu cùng chồng đi dạo mua sắm trong khu phức hợp mua sắm Marina Bay Sands, một trong những trung tâm mua sắm lớn và sang trọng bậc nhất. Quy tụ hơn 250 cửa hàng bán lẻ, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng. Khu vực này còn có hồ nước nhân tạo trong nhà, là địa điểm check-in được du khách yêu thích. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.